Nga giáng đòn tấn công dữ dội, tập kích tên lửa quy mô lớn nhất chưa từng có vào Ukraine. Các bạn thân mến, tưởng chừng hy vọng về một cuộc đàm phán hòa bình chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine đã tăng lên sau nhiều tín hiệu tích cực từ cả hai nước, thì vừa qua, các thành phố, cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine đã tiếp tục bị tập kích. Đây được cho là đợt tấn công quy mô lớn nhất trong tất cả những đợt tấn công mà Nga từng phóng vào lãnh thổ nước này. Vậy, mục đích từ động thái này của Nga là gì? Liệu đó có phải dấu hiệu rằng giao tranh sẽ thực sự kết thúc nhưng với phần thắng nghiêng về phía Nga? Hãy cùng TB Chance đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Cụ thể, theo Reuters đưa tin, vào hôm 15 tháng 11, quân đội Nga đã tiến hành một trận tập kích quy mô lớn nhất lịch sử vào thủ đô Kiev và nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine. Hơn 100 tên lửa hành trình loại X-101 và X-555 đã đánh trúng các cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như một số khu dân cư tại ít nhất 9 khu vực. Trong đó có quận trung tâm Belchersk ở thủ đô Kiev, thành phố Lviv ở miền Tây cùng các khu vực Kharkov ở Đông Bắc, Kryvyi Rih và Poltava ở miền Trung, Odessa ở phía Nam và Zhytomyr ở phía Bắc. Các thành phố và cơ sở năng lượng trải dài khắp Ukraine gần như bị rung chuyển bởi các vụ nổ lớn. Các chuyên gia đánh giá đây là động thái phản hồi mạnh mẽ lại của Nga với bài phát biểu trực tuyến của Tổng thống Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào hôm qua. Ông đã nêu đầy đủ và rõ ràng 10 điều kiện để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, công thức hoàn hảo này được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng phi thực tế và không đầy đủ. Vụ tấn công quy mô này đã khiến nhiều khu vực tại thủ đô Kiev cùng các thành phố Lviv và Kharkov bị mất điện nghiêm trọng. Theo công ty phụ trách mạng lưới hệ thống điện Urenergo của Ukraine, hệ thống điện của đất nước đã bị hư hỏng nghiêm trọng, đặc biệt là tại khu vực miền Bắc và miền Trung. Nói về thiệt hại mà Kiev phải đối mặt, thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, ít nhất 2 tòa chung cư ở quận Belchersk trong thành phố đã trúng tên lửa. Video các bạn đang được chứng kiến cho thấy hình ảnh chân thực nhất của một trong 2 chung cư đang bốc cháy sau những tiếng nổ lớn ở Kiev. Thị trưởng đồng thời viết trên Telegram rằng khu vực trúng tên lửa này cách dinh tổng thống chỉ vài km. Có nghĩa là nếu Nga tập kích không chính xác, nhiều khả năng thì nơi ở của Tổng thống Zelensky sẽ nằm trong đám cháy nghi ngút chứ không phải tòa chung cư kia nữa. Theo chính quyền địa phương, mặc dù Kiev đã nỗ lực đánh chặn nhưng không thể giảm bớt thiệt hại gây ra tại các khu vực. Hiện một nửa thủ đô của Kiev rơi vào cảnh mất điện, ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người bị thương sau vụ tập kích này. Các vùng khác như Sumo Dmytro, Krivitsky, Lviv tại miền Tây và Kharkov cũng đã bị cắt điện khẩn cấp do hệ quả của các vụ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng. Thống đốc Kharkov Maxim Kozitsky đã ngay lập tức hối thúc người dân rằng hãy ở yên trong hầm trú ẩn vì nguy hiểm vẫn luôn rình rập. Ông Kirilo Timoshenko, phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho hay, hệ thống phòng không nước này đã bắn hại 70 trong số 90 tên lửa cùng với khoảng 10 máy bay không người lái tự sát. Ít nhất 15 cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bị phá hủy, khiến hơn 7 triệu người mất điện. Về phần mình, Tổng thống Zelensky chia sẻ, có khoảng 10 triệu người ở Ukraine sẽ rơi vào cảnh sống trong bóng tối sau các vụ tập kích, đồng thời cảnh báo đợt tập kích có thể chưa dừng lại. Ông tuyên bố, mình đã lường trước được viễn cảnh này và đang nỗ lực để khôi phục lại toàn bộ, và Ukraine sẽ sống sót. Nga hiện vẫn chưa bình luận về thông tin của Tổng thống Zelensky. Thế nhưng, những động thái sau đó của Nga đã chứng minh rằng những nỗ lực và tuyên bố của Ukraine là vô nghĩa. Moscow đã cho quân đội tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm phá hủy hàng loạt máy bay, trực thăng và xe chiến đấu bộ binh hạng nặng tại khu vực chiến lược ở Donetsk tại miền đông nam Ukraine. Trước một ngày khi cuộc tập kích quy mô lớn chưa từng có diễn ra, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu định cư Balovka ở vùng Donetsk. Trong trận đánh giành quyền kiểm soát Balovka, Nga đã loại bỏ của Ukraine 1.400 binh sĩ, 2 máy bay Su-25, 1 trực thăng Mi-8, 27 xe chiến đấu bộ binh và tới 30 xe bọc thép chiến đấu khác. Ngoài ra, lực lượng nước này cũng phá hủy thành công 6 khẩu pháo của Ukraine, trong đó có 2 khẩu M-777 do Mỹ sản xuất, hơn 25 phương tiện và máy bay không người lái. Tất cả những con số kể trên cùng với việc giành được Balovka sẽ tạo cho Nga bàn đạp vững vàng để tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine. Lý do là bởi đây là ngôi làng có khoảng 2.000 dân nằm cách Donetsk 60 km về phía đông nam và chiếm một vị trí chiến lược. Nó nằm tại ngay giao lộ quan trọng nơi xảy ra các cuộc chiến tranh dữ dội trong vài tuần gần đây. Kiểm soát được Balovka sẽ mở đường cho việc Nga tiến sâu vào phía bắc, dễ dàng đẩy lực lượng Ukraine khỏi thủ phủ của Donetsk.
từ làng này, Nga cho biết họ sẽ tiếp quản được thị trấn Vuleda ở phía bắc Balovka. Nếu như ví Kherson là chảo lửa trần gian, thì khu vực Donetsk cũng không thua kém khi là mặt trận địa ngục với nhiều trận giao tranh vô cùng tàn khốc, căng thẳng, lặp đi lặp lại. Nga rút quân khỏi Kherson đã đẩy Donetsk trở thành tâm điểm cuộc xung đột. Đương nhiên, Nga sẽ không một lần nữa rút khỏi Donetsk như đã từng làm tại Kherson. Lực lượng của đội nước này thậm chí còn hùng hậu hơn khi được bổ sung bởi các binh sĩ rút từ Kherson về đến đây. Họ vẫn đang tiếp tục tổng tấn công với thái độ không nhượng bộ. Điều này gây sức ép cực kỳ lớn cho quân đội Kiev tại Donetsk khi không thể tái điều động thêm binh sĩ nhằm giữ vững phòng tuyến. Và chỉ đến khi giành được quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực miền đông Ukraine, các cuộc tấn công mới thực sự dừng lại. Không chỉ làng Balovka, vào cuối tuần trước, Nga đã đưa ra thông báo kiểm soát hoàn toàn làng Mayos gần thị trấn Golovka phía bắc Donetsk và làng Optinoy. Ngôi làng này gần như nằm giữa thành phố Donetsk và thị trấn vệ tinh Adevka, nơi đang chịu sự kiểm soát của Kiev. Theo quân đội Nga, làng Optinoy là thành trì quan trọng đối với Ukraine, được sử dụng để bắn phá các khu dân cư ở Donetsk. Thành công nối tiếp thành công, một loạt những địa điểm quan trọng ở Donetsk thuộc Donbass, mặt trận ở chiến trường miền đông, đã bị Nga nắm giữ. Điều này càng chứng tỏ động thái rút quân khỏi Kherson của quân đội Moscow là chính đáng. Bảo toàn lực lượng binh sĩ cho các cuộc tấn công tiếp theo, mở ra cái bẫy khôn ngoan, chỉ cần đợi Ukraine sẩy chân là xung đột kết thúc. Nó còn chứng minh cho những nhận định của giới quan sát rằng Nga sẽ có bước lùi lớn ở khu vực chiến lược và Ukraine sẽ chiến thắng về mặt chính trị là sai lầm. Trước tình thế cán cân giao tranh ngày càng nghiêng về phía Nga, đồng minh hàng đầu của Ukraine là Mỹ đang có những lo ngại rõ rệt. Trong các cuộc gặp công khai có, riêng tư có, liên quan đến việc Mỹ trao đổi nghiêm túc với Ukraine về thỏa thuận hòa bình, các quan chức nước này đã cho thấy nhiều thông điệp không nhất quán như trước, 9 người thì 10 ý. Trước hết là quan điểm nên đàm phán, một vị tướng cấp cao của Mỹ chia sẻ, mùa đông đang đến gần, đây chính xác là thời điểm phù hợp để cánh cửa đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine mở ra. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley phát biểu trong một sự kiện ở New York cùng với quan điểm tương tự. Ukraine có lẽ sẽ không giành được chiến thắng về quân sự. Thời điểm sắp tới sẽ là cơ hội để nước này bắt đầu đàm phán với Nga. Ngược lại, nhiều quan chức an ninh cấp cao khẳng định hiện tại không phải là thời điểm để tiến hành đàm phán. Họ không tán thành với nhận định của ông Milley. Theo họ, mùa đông chỉ làm chậm chứ không làm giao tranh dừng hẳn. Trung tướng đã nghỉ hưu Ben Hodge, cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu đánh giá rằng các lực lượng Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu với quân đội Nga. Theo ông, vào tháng 1, Ukraine sẽ ở vị trí thuận lợi để tiến công vào Crimea, đồng thời dự báo Kiev sẽ đẩy lùi quân đội Nga khỏi lãnh thổ vào mùa hè. Những lập trường không nhất quán từ Mỹ đã phần nào đe dọa thêm mối quan hệ vốn đã nhạy cảm với Kiev trong thời điểm then chốt của cuộc xung đột. Mới đây, thông tin về cuộc trao đổi bí mật giữa Mỹ và Nga tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ được tung ra lại càng khiến Ukraine như ngồi trên đống lửa. Hãng tin Kommersant cho biết, Nga đã cử giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài Sergei Naryshkin tham gia cuộc trao đổi. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó cũng xác nhận với truyền thông Nga rằng các cuộc trao đổi song phương trên đã diễn ra ở Ankara, đồng thời cho biết chúng được tổ chức theo sáng kiến của Mỹ. CNN dẫn lời một người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia đưa tin, giám đốc CIA Bill Burns đã đại diện Washington tham gia cuộc gặp. Nhà Trắng lại không thể phủ nhận về các cuộc trao đổi khi người phát ngôn Karine Jean-Pierre nhận định với báo giới rằng các cuộc gặp này tập trung vào việc giảm rủi ro. Khi nội dung các cuộc trao đổi tránh bị đề cập đến, Ukraine càng thêm tò mò và nghi vấn về lập trường của Washington. Nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Nếu chọn cách độc lập chiến đấu, Kiev chỉ có nước kết thúc giao tranh trong sự thiệt hại quá đỗi nặng nề. Tình thế bắt buộc nước này phải trở thành quốc gia ký sinh trùng vào Mỹ cùng với các nước phương Tây, ít nhất là khi xung đột vẫn còn diễn biến phức tạp. Động thái lè lói duy nhất mà Ukraine có thể làm để lôi kéo lại các đồng minh về phía mình đó là tích cực đưa ra cam kết. Họ tin rằng sau khi giành được Kherson, một cảng quan trọng ở Biển Đen và là cửa ngõ vào Crimea vào tuần trước, họ sẽ có đà tiến công để ngày càng đẩy lùi quân đội Nga khỏi các vùng lãnh thổ của nước mình. Trên thực tế, bạn nghĩ rằng phần trăm mà Ukraine sẽ đẩy lùi được Nga khỏi toàn bộ các vùng lãnh thổ là bao nhiêu? Liệu có đủ để giành lại niềm tin cùng sự nhất quán trong suy nghĩ của các quan chức Mỹ hay không? Hãy bình luận bên dưới video này để cùng TB Trends trao đổi nhé! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TB Trends nâng tầm kiến thức. Nhớ ấn like, share và subscribe để theo dõi những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những chủ đề tiếp theo.